chút xíu đâu tới giờ. Chơi hả? Bác hai mua rồi mẹ con mua nữa rồi sao? Mà con có đồ chơi rồi, nãy con cầm đồ chơi của con đâu rồi? Đồ chơi nãy con cầm rồi đó. Thì anh Kha Long cho rồi, có đồ chơi chơi rồi. Nó đòi mua thêm á, năn nỉ mua thêm nãy giờ á. Nó nói cái đó là của mấy anh cho à, nó đòi mua cái khác. Mua nhiều quá con chơi đâu có hết. Hả? Thôi, đâu có ai bán là mua, có ăn hết này đi. Thôi con. Thôi mấy cái đồ chơi đó con có nhiều rồi. Thôi con. Nghỉ ăn hả? Coi coi là chơi gì. Đồ chơi mấy con có rồi hết rồi con ơi. Mấy đồ chơi này đồ chơi Trung Quốc không có độc lắm á, đừng chơi. Mấy đồ chơi này đồ chơi Trung Quốc không à. Cục đó hả? Ruby hả? Coi đi mẹ quay được rồi. Con muốn mua cục ruby hả? Thôi đừng chơi cái đó con ơi. Cục này hả? Muốn mua này hay là cục ruby? Cục này nhiêu tiền? Bớt không? Có bớt không? Đây cho anh gửi. Một lát anh sẽ biết ba tuần. Được chưa? Rồi con cảm ơn bác hai chưa? Con cảm ơn bác hai chưa? À. Không cứ lấy lại mẹ, mẹ lấy gì là la miệng đi. Chiếc xuồng, đó là chiếc xuồng. Thank you.
mua rồi, mua rồi. Nhát mẹ hả? Nhát rắn hả? Nhát rắn hả? Mẹ tới đây mình bé chỗ ở ngoài luôn đó. Cái đặt là gì có hả? Ốc này ốc gì vậy đó? Chưa thấy bao giờ luôn á. Lỡ chân quá rồi. Ôi, ba cảm không, ba không ở đâu. Lỡ chân thôi ba. Cái chân thì về thôi chứ còn ba không ở đâu, bây giờ ba tay ba đau lắm. Bồn rồi. Cái con là con gì không? Sò. Sò. Kìa kìa chú tới kìa. Ngắn ngủ mà. Ơi. Ờ. Bắt nó luôn. No. Hả? Bánh gì? À. Cái con mỏi chân lắm nào. Đó, 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 chết gà bà. Mỏi chân là chịu thôi chứ sao giờ bà ẩm. Bé hai con mấy cái? Rồi lấy bé hai cái luôn chị ơi. Thử rồi. Thử đi. Thử đi. Cây cây cái này cây chắc lòng ở được không?
Nè Khang Long có mập nhám nè. Đây nè. Có mập nhám rồi hồi mập nhám đó. Đây đâu? Có một cái này nó không ăn người đâu. Nhỏ xíu mà. Đi người nghèo với anh chị. Không anh đây, anh đi lát lát đây. Ở chỗ ngồi tìm chỗ ngồi. Tìm chỗ ngồi chỗ nào? Chỗ nào ngồi? Chỗ nào ngồi ở trên có biết không? Đúng rồi. Sao mình mua đồ thì chạy vô kìa, không biết gì đâu. Ừ. Đi. Mua vé hả? Không mỏi chân quá à. Không biết nữa. Đây nè.